Chào mừng tất cả các em đã đến với môn tin học 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Trước khi học bài học hôm nay, cô cùng các em ôn lại một số nội dung của bài học trước. Câu 1. Lề trang văn bản là vùng trống. Cô có 4 đáp án. Các em quan sát và chọn cho cô một đáp án đúng nhất. Lề trang văn bản là vùng trống phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải trang văn bản. Như vậy đáp án đúng là C. Câu 2, hãy nối tên ô ở cột bên trái với chức năng của ô ở cột bên phải. Cô có 6 lệnh ở cột bên trái, các em suy nghĩ và nối với chức năng ở cột bên phải sao cho đúng. Các em cùng suy nghĩ nhé. Như vậy, một top có nghĩa là để đặt lề trên, button để đặt lề dưới, left để đặt lề trái, right để đặt lề phải, bar chain đặt trang đứng, like cap để đặt trang lắm ngang. Câu 3, để in văn bản, em chọn lệnh nào trong các lệnh sau đây? Cô cũng có 4 đáp án, các em suy nghĩ chọn cho cô một đáp án đúng nhất. Để in một văn bản thì chúng ta chọn lệnh print, như vậy là đáp án đúng là D. Các em lại quan sát tiếp cho cô. Đây là một trang ở trên mạng nói về bán đồ ăn nhanh online. Thì các em thấy để giới thiệu một nội dung cho người dùng thì thông thường chúng ta thấy có hay có các hình ảnh để minh họa. Thì các em thấy cái trang này có rất nhiều các hình ảnh. Vậy thì để chèn một hình ảnh vào trong văn bản thì các em thực hiện như thế nào và có tác dụng để làm gì? Cô cùng các em học bài học hôm nay chủ đề thêm hình ảnh để minh họa. Nội dung chính của bài học gồm có 4 nội dung. Thứ nhất là chèn hình ảnh, 2 là thay đổi kích thước, 3 là thay đổi bố trí và cuối cùng là vận dụng để chèn hình ảnh vào một văn bản. Cô cùng các em tìm hiểu phần 1 nhỏ, chèn hình ảnh vào văn bản. Cô có 2 hình ảnh, hình 1, hình 2. Hình 1 là cô không chèn hình ảnh vào, hình 2 là cô đã chèn hình ảnh vào. Hoặc cô có một trang văn bản giới thiệu về kem các loại. Và ngoài tên của các loại kem, cô có chèn thêm hình ảnh. Vậy thì theo em, tác dụng chèn hình ảnh vào văn bản có tác dụng để làm gì? Mục đích chèn hình ảnh vào văn bản để làm gì? Các em suy nghĩ nào. Mục đích chèn hình ảnh vào văn bản để cho chúng ta thấy có văn bản đó trực quan hơn, sinh động hơn, dễ hiểu hơn và thu hút người đọc hơn. Vậy thì các bước thực hiện chèn hình ảnh vào văn bản như thế nào? Trên giải lệnh Insert, chọn Picture, chọn nơi lưu hình ảnh, chọn hình ảnh và nháy Insert. Như vậy, để chèn hình ảnh vào văn bản thì trên giải lệnh Insert, chọn lệnh Picture, sau đó em thực hiện 3 bước. Các em quan sát cô thực hiện. Cô lấy ví dụ, cô muốn chèn một hình ảnh vào trong bài thơ Tre Xanh. Trên giải lệnh Insert, chọn Picture. Cô chọn đến cái nơi mà cô lưu hình ảnh. Ví dụ trong thư mục Share Picture. Chọn hình ảnh cần chèn, nháy Insert. Như vậy là cô đã chèn được hình ảnh. Và hình ảnh này các em cũng có thể sao chép, có thể di chuyển, có thể xóa giống như một văn bản. Ví dụ cô muốn di chuyển hình ảnh này lên đầu của đoạn thơ. Cô chọn vào hình ảnh và nháy
trên giải lệnh home chọn cắt, chọn đây. Hoặc cô cũng có thể sao chép hình ảnh này, ví dụ chọn vào hình ảnh, chọn copy, sao chép xuống phía dưới, chọn đây. Như vậy là cô đã có hai hình ảnh. Và hình ảnh này cô cũng có thể xóa được bằng cách chọn hình ảnh và chọn đi delete. Và trong insert, ngoài chèn hình ảnh, các em cũng có thể chèn được một số đối tượng giống như hình ảnh. Ví dụ cho chọn insert, chọn xem. Và đây có rất nhiều các hình ảnh. Ví dụ như một số bạn có thể là chọn cái hình ảnh giống như cái nhãn vở chẳng hạn. Đó, các em có thể gõ nội dung. Như vậy là ngoài hình ảnh chúng ta chèn trong máy ra, chúng ta cũng có thể chọn một số đối tượng có sẵn dưới dạng hình ảnh ở trong máy bằng cách chúng ta vào insert và chọn save. Và trong đây có rất nhiều các hình ảnh. Rồi, các em lại quan sát cho cô hình ảnh này. Các em thấy hình ảnh này nó chưa cân đối đối với văn bản, nó to hơn so với đoạn thơ. Vậy có cách nào để thay đổi kích thước của hình ảnh này được hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Hai nhỏ, thay đổi kích thước hình ảnh. Để thay đổi kích thước hình ảnh, đầu tiên các em nháy chuột lên hình ảnh. Và sau khi các em nháy chuột lên hình ảnh thì có các nút sẽ xuất hiện ở 8, ở xung quanh hình ảnh này, 8 nút. Các em đưa con trỏ chuột lên các nút. Khi con trỏ chuột trở thành dạng mũi tên thì kéo thả chuột đến khi có kích thước vừa ý. Rồi, các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn thay đổi kích thước hình ảnh này là cô nháy chuột lên hình ảnh và xuất hiện các nút ở 8 góc. Khi đó cô đưa con trỏ chuột thành dạng mũi tên rồi cô kéo. Và khi đó cô đã thay đổi kích thước hình ảnh. Nhưng mà tuy nhiên các em thấy khi mà chúng ta kéo như thế thì hình ảnh nó hay dễ bị méo mó, nó không cân. Thì khi đó các em hãy để con trỏ chuột lên góc, góc của các cạnh kéo. Thì khi đó kéo lên hoặc kéo xuống thì các em thấy nó sẽ cân hình ảnh hơn. Đó. Như vậy là các em đã chỉnh sửa được hình ảnh. Vậy thì hình ảnh này các em có thể thay đổi được cách bố trí hình ảnh hay không? Chúng ta chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Ba nhỏ, thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản. Thì phần ba nhỏ này các em về nghiên cứu tự học cho cô ở trang 135 và trang 136. Phần này là cái phần giảm tải chương trình, các em tự nghiên cứu thì cô sẽ hướng dẫn qua để các em về nghiên cứu được dễ hơn. Muốn thay đổi cách bố trí hình ảnh thì đầu tiên ta cũng nháy vào cái hình ảnh đó. Và khi nháy vào hình ảnh đó thì sẽ có một cái hình là picture tool xuất hiện. Các em ấn vào format. Sau đó chúng ta chọn vào group text. Trong group text này có rất nhiều các lệnh, các em sẽ làm từng lệnh một để quan sát. Cô lấy ví dụ như là lệnh inline group text. Đây. Có nghĩa là chèn hình ảnh nằm trên dòng của văn bản. Hoặc chú cua chèn trên nền của văn bản. Hoặc là ví dụ on for update là gì? Làm phía trước của văn bản, có nghĩa là phía trước văn bản, che luôn cái văn bản luôn. Hoặc là behind text có nghĩa là ở phía dưới của văn bản. Thì ở phía dưới của văn bản các em chú ý là cái văn bản nếu mà có màu đậm quá thì nó sẽ che cái chữ đi, chữ sẽ khó nhìn. Thì đó là một số lệnh về bố trí hình ảnh trên văn bản.
Hoặc là các em cũng thể chú ý cho cô portion này. Trong đây có cách nhiều các bố trí này trên dòng của văn bản này. Có rất nhiều các loại. Giữa rồi dưới, vân vân. Dưới cùng của văn bản, vân vân. Hoặc các em cũng có thể nháy phải chuột chọn góc text và chọn kiểu mà mình thích muốn. Chúng ta cũng có thể di chuyển hình ảnh bằng cách chúng ta kéo thả chuột đến vị trí khác và thả ra. Thì đó là một số lệnh các em dùng để thay đổi cách bố trí hình ảnh. Thì phần này các em tự nghiên cứu cho cô nha. Các em nghiên cứu thêm ở trong sách giáo khoa, trang 135 và trang 136. Chúng ta chuyển tiếp sang phần 4 nhỏ, trình bày văn bản và chèn hình ảnh. Cô lấy ví dụ trong bài thực hành 8, em viết báo tường. Câu 1, tạo văn bản mới với nội dung sau đây. Cô đã tạo một văn bản mới rồi. Ví dụ bây giờ cô bỏ hết các định dạng này đi. Rồi, ví dụ cô gõ một đoạn thơ, cô chưa định dạng. Thì các em lưu ý cho cô, bất kỳ một văn bản nào các em gõ thì bước 1 là các em gõ bình thường cho cô. Sau khi gõ xong rồi, các em mới định dạng. Ví dụ về phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, vân vân. Tránh trường hợp là các em vừa gõ vừa định dạng. Như vậy là rất mất thời gian và cách bố trí sẽ không khoa học hợp lý, tốn rất là nhiều thời gian. Vì vậy, một lưu ý cho cô, bất kỳ một văn bản nào chúng ta gõ vào trong máy tính thì chúng ta gõ xong rồi chúng ta mới định dạng. Cô lấy ví dụ như đoạn thơ này, cô gõ xong rồi, đến bước thứ hai cô định dạng. Ví dụ Bác Hồ ở chiến khu, cô cho chữ in đậm thì khi đó cô chọn in đậm. Đoạn phía dưới in nghiêng, chọn và in nghiêng. Bây giờ chọn tiếp đến màu nền. Và màu nền lưu ý cho cô là chúng ta chọn màu nền nhạt để cho khỏi gì che mất chữ, là chúng chữ chúng ta dễ đọc hơn. Chúng ta mà chọn màu nền mà màu đậm á thì chúng ta rất là khó đọc về nội dung của văn bản. Đó. Rồi, đó là phần 1, tạo văn bản mới với nội dung sau đây. Và ví dụ như là phần này, chúng ta thấy cái đoạn thơ này được căn ra không phải là căn giữa luôn, mà lại căn một đoạn. Thì khi đó các em dùng thước cho cô nha. Chúng ta để con trỏ chuột vào cái thước, sau đó kéo theo tùy ý. Vì là cái đoạn thơ này là không được căn ra chính giữa mà chỉ căn ra gần giữa thôi, nên chúng ta không sử dụng lệnh center mà chúng ta dùng thước. Có một số bạn á lại không dùng thước. Ví dụ như này, các bạn không dùng thước, bạn lại dùng dấu cách. Như vậy là sai. Chúng ta dùng thước để chúng ta căn chỉnh. Rồi, đó là khi tạo văn bản mới và chúng ta trình bày văn bản đó. Tiếp theo câu 2 nhỏ, chèn thêm hình ảnh để minh họa cho nội dung định dạng. À, cách chèn, đây là cô đã chèn rồi. Ví dụ cô xóa đi, cô chèn lại nè. Chúng ta vào Insert Picture, chọn cái nơi mà chúng ta có cái hình ảnh mà lưu á. Như của cô, máy của cô là ở Shame Picture, nhưng máy của các em thì tùy nha. Mình lưu cái hình ảnh của mình ở đĩa nào thì chúng ta mở ở đĩa đó ra. Như của cô là Shame Picture, nhà sàn, Insert. Đó là cô đã chèn hình ảnh. Rồi cô chỉnh sửa hình ảnh cho nhỏ thêm một chút. Như vậy là cô đã xong câu 1 và câu 2. Đây là câu 2. Tuy nhiên thì có một số máy á lại không có cái hình ảnh nhà sàn. Thì khi đó em có thể chèn một hình ảnh có sẵn trên máy tính, không nhất thiết là hình ảnh như hình của cô. Và cái hình ảnh đó thì các em xem cái hình ảnh nào nó phù hợp với cái lứa tuổi của mình thì các em chèn cho cô nha. Thì đó là cái ví dụ về
việc trình bày một văn bản và chèn một hình ảnh vào văn bản. Như vậy là nội dung bài học hôm nay: thêm hình ảnh để minh họa, các em nhớ cho cô 3 nội dung chính. Một là cách chèn hình ảnh. Chèn chúng ta dùng lệnh gì, cách thực hiện như thế nào? Thay đổi kích thước hình ảnh. Và cuối cùng là thay đổi bố trí hình ảnh. Thì cái phần thay đổi bố trí hình ảnh á, các em tìm hiểu thêm cho cô, tự tìm hiểu ở sách trang 135 và trang 136. Và trong tuần này chúng ta không có bài tập ở nhà. Các em nhớ ghi bài cho cô. Đây chính là cái nội dung tóm tắt của bài học hôm nay. Cô đã tóm tắt rồi các nội dung chính. Thì các em ghi các nội dung chính này vào trong quyển tập cho cô nha. Cô đã tóm tắt rồi. Đây là phần mà các em ghi vào quyển tập cho cô. Tuần này không có bài tập ở nhà nha. Rồi, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tất cả các em.